chúng ta cũng có một số thông tin cập nhật liên quan tới uh, Curve Finance các bạn thông qua thông đã chia sẻ với các bạn về tình hình của Curve rồi thì uh, chúng ta tiếp tục nói tới tại vì cũng có khá nhiều drama thì mọi người chỉ trích CEO của Curve là Michael Ivarov nói là người này đã, đã dùng uh, cái số lượng lớn CRV sau đó dùng đó để mà stick và lấy ra một số lượng lớn tiền rồi sau đó dùng tiền của mình để mà tiêu xài giống như là à, đi mua hai cái biệt thự ở melbourne có nghĩa là Australia các bạn hai biệt thự này đáng giá lên tới 40 triệu đô la và nhiều thứ khác. Và nhiều người đó cho đây là hành động là CEO này đó đã, đã giống như là exit rồi, có nghĩa là thay vì là dùng uh, token CV của mình để mà bán làm như vậy thì mọi người sẽ biết và sẽ gây ác cảm với cộng đồng. Và khi bán số lượng lớn như vậy sẽ dẫn đến là giá CV sẽ giảm. Thì một cách khác để mà rời khỏi dự án mà không ai để ý đến đó chính là dùng số lượng token của mình, dùng đó để mà tham gia vào DeFi, uh, dùng cái số đó để mà làm thế chấp rồi sau đó vay ra đồng tether đồng giữa hay là một đồng ổn định khác rồi dùng tiền đó để mà chi tiêu thì mọi người sẽ không biết là mình đã bán rồi nhưng mà trên căn bản đó như vậy cũng coi như là một cách để mà exit ra khỏi cái dự án và đương nhiên sẽ không lấy được hết tất cả số tiền các bạn tại vì các bạn phải giống như là để vào một triệu các bạn chỉ mượn được khoảng chừng là ba trăm mấy ngàn mà thôi thì đương nhiên cái phần còn lại các bạn sẽ không thể lấy được nhưng mà ít ra đó thì cũng ít người để ý đến và nhiều người cho là ceo michael everup đã làm như vậy và không có quan tâm đến cộng đồng nữa. Thật ra cái này cũng là một điều tranh cãi mà thôi các bạn. Tiền của ai thì người đó có thể sử dụng bất cứ cách nào mà người đó muốn các bạn. Một CEO của một công ty ở trên phố Wall thì cũng có thể là bán cổ phần và cũng luôn bán cổ phần các bạn. Giống như là các bạn thấy được là Elon Musk cũng luôn bán cổ phần Tesla của mình trong phạm vi luật pháp cho phép. Tại vì nó cũng là công sức mà người ta tạo ra thì có được thành quả thì người ta phải có được hưởng các bạn đối với cái bản điểm thương là như vậy nhưng mà cái lúc mà mọi thứ đều tốt như như các bạn thấy được là ngày 29 tháng 5 năm 2023 khi mà có cái thông tin là Michael Everoff và vợ của anh ta đã, đã sở hữu những cái nhà mắc tiền ở Melbourne thì cũng không có nhiều người quan tâm đến nhưng mà bây giờ có sự kiện liên quan tới đồng CRV thì mọi người lại lo ra để mà chỉ trích Thì thường có hiểu tại sao các bạn, tại vì các bạn thấy được là đồng CRV này đó, nếu như mà bị thanh lý Tại vì đã giảm sau khi mà có cái sự việc là đồng này đã bị một lỗ hỏng rồi Nếu như mà cái số lượng lớn đồng CRV này mà bị thanh lý trên những cái sàn phi tập trung Dẫn đến giá sẽ tiếp tục giảm nữa cho nên mọi người đều lo lắng Và các bạn cũng đã nhớ là cái mức mà bị thanh lý là khoảng ba mươi mấy cent các bạn Nhưng mà điều tốt đó là chúng ta thấy được là hôm nay đã tăng trở lên 15% ở mức là 58 cent và đối với những cái sự chỉ trích đó đó thì các bạn đã thấy được là CEO của Curve cũng đã bán đi khá nhiều đồng xe của mình ngày hôm nay và bán cho rất nhiều người các bạn và nhiều người cũng nhiều bạn quen thuộc đó chính là bán cho Justin Sun, bán cho DCF God, bán cho nhiều người khác các bạn như các bạn nhìn thấy trên màn hình và bán số lượng lớn luôn thì tại sao lại bán số lượng cV này? Đây là bán thông qua OTC các bạn ở cái mức là 40 cent cho một token ít hơn cái mức ở trên thị trường nhưng mà bán trực tiếp cho những người này thì không ảnh hưởng đến giá các bạn không phải đem sang để mà bán thì tổng cộng nó đã thu lại được là khoảng 20 triệu đô la stablecoin và dùng cái số tiền này để mà trả lại những cái nợ hiện bây giờ để cho đừng có bị thanh lý các bạn thì các bạn đã thấy được là sau đó, đó đồng CRV cũng đã đỡ hơn rồi bây giờ đã thấy cái sự tăng trưởng trở lại là 15% nhưng mà so với lại cách đây vài ngày đây thì các bạn đã thấy được là ngày 30 tháng 7 như là cách đây chỉ có khoảng chừng 2 ngày thôi đó thì cái mức của đồng CV là 73 cent bây giờ vẫn còn thấp so với mức đó các bạn nhưng mà ít ra cái sự lo lắng liên quan đến bị thanh lý đã giảm đi rồi không phải là sẽ không bị thanh lý các bạn tại vì Michael vẫn còn đang nợ một số những cái nền tảng khác nhưng mà miễn là giá không có xuống tới cái mức mà ba mươi mấy cent nên thì sẽ không bị thanh lý và càng trả thì cái mức đó sẽ càng giảm thì sẽ khó bị thanh lý hơn nhưng mà mọi người vẫn đang rất quan tâm các bạn tại vì khi mà các bạn biết là mức thanh lý của một số lượng lớn ở cái nơi nào đó thì sẽ có một số người họ cố gắng đẩy giá xuống tới mức đó để cho người đó bị thanh lý tại vì sao các bạn tại vì họ có thể là có một cái định sốt rất là lớn Nếu như mà cái số lượng đó bị thanh lý Cho dù là họ bán lỗ một phần để đẩy giá xuống Nhưng mà chỉ cần số đó bị thanh lý Thì giá nó sẽ giảm xuống rất là nhanh Và họ sẽ chốt lợi bên short Cho nên các bạn đừng bao giờ cho người ta biết Cái mức giá các bạn có thể bảo vệ một đồng nào là bao nhiêu Tại vì khi người ta biết rồi đó Thì người ta sẽ sốt cái mức đó Và người ta sẽ tìm cách đẩy giá xuống mức đó Rồi sau đó sẽ chốt lời các bạn Giống như các bạn đã nhớ là lúc mà đồng FTT đó Khi mà có cái thông tin liên quan tới là Binance sẽ đâm số lượng lớn đồng đó dẫn đến là Kelly đã lên tiếng nói là sẽ mua lại thương nhớ lúc đó là mức 20 đô gì đó Thường cũng quên rồi nhưng mà sau khi biết cái mức đó rồi đó, thì các bạn thấy được là mọi người sẽ tấn công mức đó để mà chụp lời các bạn cho nên đừng bao giờ cho người ta biết bạn có bao nhiêu tiền mà bạn có thể bảo vệ một đồng ở mức nào tại vì khi người ta biết rồi đó thì các bạn sẽ khó qua khỏi được chúng ta bây giờ hãy chuyển qua để mà cập nhật liên quan đến uh, token bo các bạn token bald đây là cái token chúng ta có nói tới ngày hôm qua rồi nó tăng rất là nhanh và giảm rất là nhanh các bạn khiến cho nhiều người đã thua lỗ và bây giờ lại có một cái tin đồn là cái người đứng sau lưng đồng này đó có khả năng là ai các bạn có khả năng là sam ban mình free thì tại sao lại có tin đồn này tại vì một số người đã nhìn vào cái địa chỉ cái hợp đồng contract mà deploy cái uh, meme coin bo này đó là cái uh, hợp đồng có cái sự liên quan với một cái ví của Alameda Research và thêm vào đó người ta thấy được là cái uh, cách mà người này sử dụng dydx đó thì rất là giống như là salmon free trước đây và cái cách nói chuyện cũng giống như salmon free và nhiều người đó thì uh, lại nói là gần đây vài ngày đó chúng ta đã thấy là salmon free đã đi vòng vòng ở new york sau đó vài ngày đó thì chúng ta lại thấy là bo này xuất hiện và xuất hiện ở trên mạng lưới base của Coinbase các bạn mới tầng 2 mà Coinbase đã thành lập và thật cái mạng lưới này đã vẫn chưa có chính thức đi vào hoạt động các bạn nhưng mà bây giờ lại có một cái token này xuất hiện trên đó rồi sau đó đó các bạn thấy được là lại có cái sự kiện là đồng này đó lại bị rất thua như vậy thì có phải đây là một cái âm mưu giữa Sam Free và SEC để họ có thêm lý do để mà tấn công Coinbase hay là không tại vì đó nhiều người nói là Tại sao mà Comey không làm gì hết trong một sự kiện này Trong khi đây là một cái mạng lưới mà vẫn chưa thực sự chính thức Sau này ra sao thì không biết Nhưng mà bây giờ ra thì rất là tập trung Thì tại sao Comey sẽ không làm gì Tại vì các bạn muốn tham gia vào Thì các bạn cần phải lấy tiền của mình Sau đó các bạn cần phải dùng làm thế chấp Sau đó các bạn sẽ có một cái đồng Ethereum phiên bản ở trên mạng lưới base sau đó các bạn có thể dùng để mà giao dịch được và cái câu nói đó là câu nó một chiều thì bây giờ mà thôi và nếu như mà Coinbase muốn đó thì họ hoàn toàn có thể là free hay là họ có thể là hoàn toàn lóc lại những cái giao dịch này khiến cho không ai có thể chuyển qua để đầu tư được nữa và có thể là ngưng cái sự kiện này xảy ra và sẽ khiến cho nhiều người không có mất tiền thì tại sao Coinbase sẽ không làm như vậy à, thì có phải là họ cũng phải có trách nhiệm gì hay là không và có phải đó là lý do là uh, SEC sử dùng để mà tấn công Coinbase hay không Đó là những cái uh, Điều mà đang được nói Tới hiện bây giờ các bạn Nhưng mà thật ra Nếu như mà Coinbase Can thiệp vào sự việc này Thì chẳng khác gì nói Đây là mạng lưới cực kỳ tập trung Và base có thể Lock Có thể uh, đưa vào danh sách đen Bất cứ một địa chỉ phía nào Chỉ chỉ thì sẽ Coi như Là uh, có sự kết thúc của base cho nên thường không nghĩ là con sẽ làm như vậy đâu các bạn và cuối cùng họ là không làm như vậy cho nên mới có sự kiện bo xảy ra và có nhiều tin đồn trước đó nữa là bo đó là được gây dựng bởi Brian Armstrong tại vì cái chữ bo này có nghĩa là bị hối đầu đó các bạn thì uh, Brian Armstrong là một người mà bị hối đầu cho nên nhiều người nghĩ cái người mà tạo ra là Brian Armstrong đương nhiên đó chỉ là những tin đồn mà vô căn cứ thôi các bạn ngay cả các tin đồn liên quan tới người đứng sau lưng cái token bo này là SBF, Salmon Free thì cũng không có nhiều cái dẫn chứng ngoại trừ một số tài liệu on-chain mà Nansen nghĩ là cái ví đó là thuộc về Alameda Research. Ngoài ra thì cũng không có bất cứ một cái bằng chứng nào. Ngoài ra những điều này và thêm vào đó đó nhiều người mà quen biết SBF bây giờ và vẫn thường xuyên gặp lên thì nói là hoàn toàn không thể tại vì Simon Free không thể sử dụng internet thì bây giờ đó là cái lệnh đến từ tòa án và bất cứ ai đến thăm Sam Free đó thì đều bị soát người hết và Sam and Free đang sử dụng một cái điện thoại rất là cũ không có thể kết nối internet được và chỉ cho sử dụng một cái máy vi tính mà chỉ có thể lên một số trang web cho phép mà thôi cho nên trên căn bản cũng không thể là Sam Free cho nên tới bây giờ đây chỉ là một cái nghi vấn mà thôi các bạn thật muốn chia sẻ tại vì nhiều bạn hỏi thuận về vấn đề này và nói tới Sam Free chúng ta hay nói tới một số cập nhật liên quan tới FTX các bạn thì đối với với lại ftx thì bây giờ có khả năng bây giờ vẫn chưa chính thức nhưng mà trong cái tài liệu tòa án đó thì họ nói là có khả năng họ sẽ bắt buộc Binance trả lại cái số tiền là 2 tỷ mốt tại vì các bạn đã biết đó là Binance là một trong những công ty đầu tư vào sàn FTX hồi xưa và tới năm 2021 đó thì cái số lượng tiền họ đầu tư đại diện cho 20% cổ phần và năm 2021 đó thì CZ nói là bây giờ muốn rút cái phần cổ phần đó ra cho nên cuối cùng đó thì FTX đã trả cho Binance là 2 tỷ mốt để lấy lại 20% cổ phần đó và bây giờ đó trong cái sự việc là FTX bây giờ đang khai bao bị phá sản thì nói là cái số tiền này thật ra là thuộc về những nạn nhân cho nên bây giờ Binance phải trả lại cái số tiền này để vào trong một cái pool rồi sau đó mới chia ra rồi Binance sau đó mới nhận được cái phần của mình cũng tương tự như là tất cả những nạn nhân còn lại cái số tiền này thật sự là thuộc về nạn nhân chứ không có phải là bài có thể chiếm riêng được thì đây là một cái vấn đề liên quan tới pháp lý cho nên tôi cũng sẽ không biết nó sẽ kết thúc như thế nào nhưng mà nhiều người nói là nếu như là như vậy đó thì uh, sàn Binance sẽ ổn hay là không tại vì gần đây các bạn đã biết là sàn Binance cũng có nhiều thông tin là họ sa thải nhân viên thì không biết là hai tỷ mốt này đó có là con số lớn đối với Binance hiện tại hay là không phải thì chúng ta sẽ biết sớm mà thôi và cũng không có chắc là tòa án có thể là xử là cái số tiền này cần phải trả lại có thể luật sư của bên Binance sẽ có thể biện luận nói là không số tiền này là cái phần lấy được từ 20% cổ phần nó không liên quan gì đến việc là sàn FTX có lừa đảo hay là sau đó bị phá sản trước đó rất lâu rồi chứ không phải là à, sau khi mà lấy số tiền này rồi một thời gian ngắn sau đó sàn này bị phá sản cho nên không thể nó gắn hai cái là gì được và nếu như mà muốn đòi lại tiền đó thì phải đòi lại bao nhiêu sai các bạn có phải là một năm hai năm ba năm những người mà nhận lương của FTX những người mà nhận tiền của FTX thì có phải trả lại hay là không hay là chỉ riêng Binance mà thôi chúng ta sẽ biết những thông tin này khi mà họ thực sự là đi đòi số tiền nhưng mà bây giờ đây chỉ là cái thông tin trong văn bản của tòa mà thôi có thể là họ sẽ đòi lại số tiền này và đôi lại đây thì đương nhiên sẽ tốt cho cái số lượng tiền họ đang khó các bạn Tại vì các bạn biết họ cũng kiếm lại được khá là nhiều tiền Và tôi nhớ họ kiếm lại được là khoảng 7 tỷ Thì nếu như có số tiền này thì có thể là 9 tỷ Và tôi nhớ là cái số lượng mà uh, cái lỗ hỏng bây giờ đó Họ đang không kiếm có được là khoảng 2 tỷ gì đó Thì nếu như có số tiền này thì sẽ lắp lại lỗ hỏng đó Và bây giờ đó có thông tin là FTX đã đệ trình đề xuất Để có thể khởi động lại sang FTX.com các bạn như là FTX 2.0 Và sang này đó khi mà khởi động lại thì chỉ dành cho khách hàng quốc tế mà thôi, nghĩa là khách hàng Hoa Kỳ sẽ không thể tham gia vào được và kế hoạch này đó chỉ có thể thực hiện nếu như mà các chủ nợ đồng ý và theo kế hoạch đó, thì chủ sở hữu của Token FTT sẽ không nhận được gì hết. Tôi nghĩ ít nhiều gì thông tin này cũng là cái thông tin dẫn đến mà chúng ta thấy tại sao đồng FTT ngày hôm nay lại có màu đỏ xuất hiện như vậy. Tại vì bây giờ đó đồng FTT đã giảm 7.6% các bạn và trong vòng 7 ngày qua đó chúng ta thấy là cái thời điểm ngày 31 đó khi mà có thông tin là sàn FTX có thể khởi động lại thì các bạn thấy là token này đã từ 1 đồng 35 mà đã pump lên tới 1 đồng 52 nhưng mà sau đó lại có thông tin là những người mà đang lưu trữ FTT đó thì coi gì không nhận được gì hết thì các bạn thấy sau đó cũng đã khiến cho nhiều người thất vọng và đồng này các bạn đang thấy là đã có cái sự giảm giá ngày hôm nay là 7.6% Và những chủ nợ bây giờ thì sao các bạn có nhận được tiền hay là không. Thì nếu như mà chuyển thành FTX 3.0 thì những chủ nợ bây giờ sẽ trở thành cổ đông các bạn, nghĩa là không nhận lại được tiền mà trở thành cổ đông. Thì các chủ nợ đó bây giờ cũng đang bất đồng về kế hoạch này, tại vì họ nói là họ muốn có nhiều quyền kiểm soát hơn với cái số tiền hiện có của họ. Họ cũng đang lo ngại về chi phí mà FTX đang trả cho các luật sư và cố vấn nếu như mà đi và có xu hướng là FTX 3.0 đó thì lại phải tốn bao nhiêu thời gian nữa và mỗi một tháng các bạn đã biết là chi ra mấy chục triệu đô la cho luật sư khoảng chừng một năm hai năm nữa mới khởi động lại thì lúc đó còn gì nữa cho nên nhiều người lo lắng phần đó và nếu như mà các chủ nợ đó không thể đạt được thỏa thuận với ftx thì họ có thể kiện công ty Điều này có thể làm chậm quá trình tái cấu trúc và khiến việc hoàn trả lại tiền cho nhà đầu tư trở nên khó khăn hơn. Nhưng mà có một vấn đề nữa liên quan tới FTX các bạn, đó chính là liên quan tới Terraform Labs. Thì tại sao lại liên quan tới Terra? Tại vì đó những luật sư của Terraform Labs đã nói là cái sự việc liên quan tới sự sụp đổ của Luna và UST đó là có liên quan tới sàn FTX. Họ đã có một cái sự gian dối lừa đảo gì đó và họ đã có một kế hoạch làm sập cái giao thức của Luna và UST vì lý do đó đó họ đề nghị là cần phải cho họ điều tra cái vụ này và thẩm phán của FTX đã đồng ý cho theo phòng lab tiến hành để mà điều tra kỹ hơn và nếu như mà họ thật sự kiếm có được bằng chứng người đứng sau lưng công ty đứng sau lưng khiến cho Luna UST sụp đổ đó chính là FTX hay là Alameda hay là Salmon and Free thì sự việc này sẽ còn kéo dài nữa các bạn có thể là họ sẽ đòi bồi thường nhưng mà đây chỉ là bước đầu tiên mà thôi không biết là khi mà họ điều tra sẽ kiếm được thêm thông tin gì khi mà có sẽ chia sẻ với các bạn và trước khi chúng ta bước qua để mà quay thưởng đó, thì có hai thông tin cuối cùng thì muốn chia sẻ với các bạn Thì chính là hai thông tin liên quan tới sàn Binance Và đầu tiên hết các bạn có biết là sàn Binance.us, cái Binance ở Hoa Kỳ đó Thì thật sự là họ đã tính tới chuyện đóng cửa rồi các bạn Nhưng mà cuối cùng đó, thì những cổ đông và hội đồng quản trị cũng đã không thống nhất À, các bạn đều trong hội đồng quản trị chúng ta có Chủ tịch đó chính là CZ Rồi sau đó chúng ta có CEO là Brian Schroeder Thì cuối cùng là Brian Schroeder à, đã không đồng ý đóng cửa sàn Binance.US Chứ thật kia họ cũng đang nghĩ đến chuyện là tại sao lại phải tiếp tục hoạt động sàn Binance.US Nhưng mà cuối cùng thì à, họ cũng đã quyết định là sẽ tiếp tục các bạn Và sẽ tiếp tục chống đối với SEC Chứ nếu không đã đóng cửa thì à, cũng đã như ý muốn của SEC rồi Và thông tin cuối cùng cũng liên quan tới sàn Binance sẽ chính là Binance Japan như là sàn Binance Nhật Bản đó, các bạn đã biết là Binance sẽ trở lại à, sau khi mà họ mua lại sàn Sakura Exchange Bitcoin, thì họ đã trở lại và họ sẽ cung cấp 34 loại crypto nhiều hơn tất cả các sàn crypto khác ở Nhật Bản. Nói chung đó, thì à, có nhiều nơi như là Châu Âu đó thì Binance đã không tiếp tục hoạt động nữa và họ đã không hoạt động ở những nơi đó, nhưng mà ngược lại ở Nhật Bản đó thì các bạn thấy là Binance lại bắt đầu mở trở lại và ở Nhật Bản thì cũng đã có một sự hợp tác với lại sàn Binance để mà mở rộng dịch vụ Web3 và người dùng mới Nhật Bản thì không thể tiếp tục tạo tài khoản ở trên Binance quốc tế như là Binance.com mà chỉ có thể tạo tài khoản ở trên Binance Japan mà thôi. Và chúng ta bây giờ sẽ tiến tới cái phần mà quay trúng thưởng trong cái video này Các bạn đã biết là chúng ta đã có cái sự kiện 6 năm của kênh Và chúng ta cũng đã tổ chức quay trúng thưởng cho Twitter hay là X.com Và trước đó nữa đó chính là Youtube Thì bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần thứ ba đó chính là danh sách ở trên Facebook Và còn một phần nữa đó chính là danh sách những bạn mà đã mua ví chưa lạnh trước đây Thì bây giờ chúng ta hãy bắt đầu với cái danh sách từ Facebook Và cũng như là trên Twitter chúng ta có rất nhiều bạn đã tham gia vào chương trình trên Facebook các bạn Và tổng cộng chúng ta có 398 bạn đã tham gia và thường cũng đã ẩn phần lớn số điện thoại về địa chỉ rồi nhưng mà Thuận để một phần nhỏ số điện thoại cùng với họ tên để những bạn nào mà chúng thưởng đó thì có thể liên hệ với kênh thông qua Facebook fanpage và những bạn chúng thử thì đương nhiên sẽ có danh sách giống như là chúng ta đã từng thấy với lại uh, YouTube và trên Twitter có sẽ có danh sách và sẽ có cái link các nhà các bạn để mà liên hệ và thường cũng thấy được là có một số bạn đã không có để rõ link bài share ở đây nhưng mà không sao có thể là các bạn đã share rồi nhưng mà khi các bạn điền form đó, thì không có copy cái link nhưng mà không sao đến lúc mà trao giải đó thì bình Thuận sẽ kiểm tra lại một lần nữa thì chúng ta bây giờ hãy bắt đầu đi tổng cộng đó là như thường chia sẻ chúng ta có tới 398 bạn đã tham gia thì cũng như là những đợt kia đó Thuần sẽ copy từ số 1 cho đến số 398 Sau đó Thuần sẽ uh, paste vào trong cái web names Và chúng ta hãy đợi một chút để cho cái trang web này nó load lên uh, Để Thuận kiểm tra một lần nữa Tổng cộng là chúng ta có 398 bạn và chúng ta cũng đã có con số từ 1 cho đến 398 ở bên Wheel of Names Và cũng như là hai đợt kia đó trước khi quay đó thì à, Thuận sẽ select cái column B cho đến F Và Thuận sẽ randomize như là sẽ làm cho nó một cách ngẫu nhiên trước khi chúng ta quay Thì tôi sẽ làm hai lần cũng như những đợt kia trước hết đó, thì tôi sẽ làm lần đầu tiên là randomize lần thứ nhất Và tôi sẽ làm thêm một lần nữa đó chính là lần thứ nhì à, Để cho mọi thứ nó trở nên ngẫu nhiên rồi chúng ta bây giờ hãy bắt đầu à, để quay xem coi là bạn trúng thưởng đầu tiên sẽ là bạn may mắn nào Và chúng ta sẽ đi từ giải kỷ niệm lên tới giải nhất Thì bạn đầu tiên sẽ mang trúng thưởng chúng ta hãy xem coi đó là bạn có cái ticket số mấy Bạn đầu tiên là bạn có ticket số 4 các bạn Chúc mừng bạn Thì ticket số 4 này đó là bạn nào để thường xem coi đó chính là bạn là Thi Hằng Chúc mừng bạn, bạn là người trúng giải kỷ niệm đầu tiên trong đợt này Bạn trúng giải thứ nhì sẽ là bạn có ticket số 358 Và 358 sẽ là bạn nào? 358 sẽ là bạn Thảo Trần Chúc mừng bạn Bạn thứ ba sẽ may mắn trúng thưởng như hôm nay là bạn nào? Đó chính là bạn có số 187 và 187 sẽ là bạn có tên Mai Đức Trung Chúc mừng bạn Bạn kế tiếp trúng thưởng đó chính là bạn có số ticket 291 291 sẽ là bạn có tên Đặng Trường Sơn, chúc mừng bạn đã trúng một cái áo kỷ niệm Bạn kế tiếp sẽ trúng thưởng đợt này đó sẽ là bạn có số 84 Thì 84 sẽ là bạn có tên Phạm Thuận, chúc mừng bạn Và bạn kế tiếp là bạn có số ticket 332 đã trúng thưởng. Và 332 sẽ là bạn Nguyễn Tiến Hoàng Kha. Chúc mừng bạn. Để thường zoom vào để các bạn thấy rõ hơn một chút. Chúng ta bây giờ sẽ tiếp tục. Và bạn kế tiếp trúng thưởng là bạn số 360. Chúng ta sẽ tiếp tục quay để cho chúng ta tiết kiệm thời gian một chút. Và 360 sẽ là bạn Trần Bình Nguyên. Chúc mừng bạn. Bạn kế tiếp sẽ trúng thưởng cho một cái áo kỷ niệm đó chính là bạn có số 69 và 69 sẽ là bạn Nguyễn Đình Quốc Đạt chúc mừng bạn và bạn kế tiếp may mắn ngày hôm nay trúng thưởng đó sẽ là bạn có số ticket 313 và 313 sẽ là bạn Đỗ Hữu Quang chúc mừng bạn Bạn kế tiếp chúng thưởng ngày hôm nay đó chính là bạn có số 104 Và 104 sẽ là bạn có tên Trương Vũ Chúc mừng bạn Và chúng ta bây giờ đã chỉ còn có 10 giải kỷ niệm nữa thôi Chúng ta hãy xem coi là bạn kế tiếp từ bạn nào Và bạn kế tiếp từ bạn có số ticket 319 Và 319 Sẽ là bạn Bùi Thị Phương Thảo Chúc mừng bạn Chúng ta còn 9 giải kỷ niệm nữa Và bạn kế tiếp là bạn có ticket số 49 Và bạn có ticket số 49 sẽ là bạn Oops, các bạn <laughs> Trần Quang Hòa Chúc mừng bạn Bạn kế tiếp may mắn trúng thưởng đó chính là bạn có ticket số 105 Và 105 Sẽ là bạn Đặng Trường Sơn Chúc mừng bạn Bạn kế tiếp nữa may mắn trúng thưởng sẽ là bạn có ticket số 33 Và 33 sẽ là bạn KD Nguyễn Chúc mừng bạn và chúng ta còn 6 giải kỷ niệm nữa Bạn kế tiếp may mắn chúng giải kỷ niệm ngày hôm nay Sẽ là bạn có ticket số 164 Và 164 là bạn Trần Đức Nam Chúc mừng bạn Bạn kế tiếp chúng giải kỷ niệm ngày hôm nay Là bạn có ticket 276 Và 276 sẽ là bạn Trương Văn Hoa Chúc mừng bạn Một lần nữa nhưng mà nào mà để Dấu đó thì thường sẽ dễ đọc tên hơn Nhưng mà nào mà không để dấu đó thì nếu thường đọc sai Các bạn cũng thông cảm Và chúng ta còn tổng cộng là chỉ có 4 giải kỷ niệm nữa thôi Trước khi bước qua giải nhì và giải nhất Thì bạn kế tiếp trong giải kỷ niệm sẽ là bạn Có ticket số 3 8, 6 và 3, 8, 6 Sau là bạn Nguyễn Đình Thắng Chúc mừng bạn Còn 3 giải kỷ niệm nữa Bạn kế tiếp sẽ trúng thưởng Sẽ là bạn có ticket Số 161. Và 161 sẽ là bạn Đạm Quang Nhật hay là Đàm Quang Nhật. Chúc mừng bạn. Bạn kế tiếp Chúng thưởng đó chính là bạn có ticket số 65. Và chúng ta chỉ còn một giải kỷ niệm cuối cùng nữa thôi trước khi bước qua giải nhì. Và bạn kế tiếp sẽ trúng thưởng đó chính là bạn có ticket số 172, chúc mừng bạn. Và 172 sẽ là bạn có tên Phạm Thị Thanh Lê Và coi như đây là danh sách của 20 bạn mà đã trúng thưởng cái giải kỷ niệm ngày hôm nay. À, kênh Thuận Capital sẽ chia sẻ danh sách này ở trên mạng xã hội để các bạn nhìn rõ hơn. À, và chúng ta bây giờ hãy bước qua với hai giải nhì. Thì mỗi giải nhì đó các bạn sẽ nhận được một cái ví lệnh Trezor Model One cùng với một cái áo kỷ niệm. Thì giải nhì đầu tiên sẽ thuộc về bạn nào? Tỷ thuận bắt đầu quay Xem cô bạn may mắn hôm nay sẽ là bạn có ticket số mấy Và đó chính là bạn có ticket số 383 Và 383 sẽ là bạn Vũ Duy Hùng Chúc mừng bạn Bây giờ chúng ta hãy bước qua giải nhì thứ hai và bạn sẽ may mắn chúng giải nhì thứ hai này sẽ là bạn có số ticket 79 và 79 sẽ là bạn có tên Trần Đình Quốc Tân chúc mừng bạn và chúng ta sẽ bước qua giải nhất thì chúng ta có một giải nhất đó chính là một cái ví lạnh cho Model Thi cùng với một cái áo kỷ niệm và giải nhất này đó sẽ thuộc về bạn may mắn nào một lần nữa đó thì có thể các bạn sẽ nhận được áo sớm hơn là các bạn nhận được cái ví trà rô Tại vì công ty trà rô đó họ nói là họ sẽ trực tiếp gửi từ cái trụ sở chính của họ Cho nên các bạn sẽ nhận được cho một thời gian sau chứ không phải là ngay lập tức Tại vì họ muốn tận tay để mà gửi đến cho những bạn mà đã trúng thưởng ngày hôm nay Thì chúng ta sẽ thấy được là cái bạn may mắn chính là bạn có thiết kịch số 192 và 192 bạn đạt trẻ nhất trong cái danh sách Facebook này đó chính là bạn có tên Vũ Quốc Khánh chúc mừng bạn và đội hình zoom out đây chính là những bạn đã may mắn trúng thưởng ngày hôm nay và một lần nữa cảm ơn các bạn đã cùng nhau tham gia cái chương trình facebook này chúng ta còn một đợt quay thưởng nữa cho những bạn nào mà đã mua ví chữ lạnh trước đây cho nên các bạn vẫn còn cơ hội và thường sẽ tổ chức cái buổi quay thưởng đó vào trong video ngày mai một lần nữa cảm ơn các bạn đã tham gia một cách nồng nhiệt và chúc mừng những bạn đã trúng thưởng ngày hôm nay và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong bài video ngày hôm nay. Thuần hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nếu bạn nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Binance và một số những dịch vụ khác cho các bạn như thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.